Cao huyết áp mãn tính có thể chữa lành, không phải ai cũng biết. Bạn thân mến, huyết áp cao làm cho tim của bạn phải hoạt động nhiều hơn bình thường. Điều này có thể làm suy yếu trái tim của bạn. Ngay cả khi bạn bị cao huyết áp trong nhiều năm, cao huyết áp mãn tính, thay đổi lối sống, thuốc hoặc cả hai có thể đưa huyết áp của bạn trở lại bình thường. Bạn cần biết gì về các giai đoạn tăng huyết áp? Huyết áp bình thường là 119/79 hoặc thấp hơn. Huyết áp cao là 120/79 đến 129/79. Giai đoạn này đôi khi được gọi là tiền cao huyết áp. Đối với giai đoạn huyết áp này, lời khuyên dành cho bệnh nhân là thay đổi lối sống để giúp hạ huyết áp xuống mức bình thường. Sau đó, bạn có thể kiểm tra lại huyết áp từ 3 đến 6 tháng. Tăng huyết áp giai đoạn 1 là 130/80 đến 139/89. Việc bạn cần làm đầu tiên là thay đổi lối sống, thuốc men và kiểm tra từ 3 đến 6 tháng cho đến khi huyết áp của bạn được kiểm soát. Tăng huyết áp giai đoạn 2 là từ 140/90 hoặc cao hơn. Vào trường hợp này, bạn sẽ phải chỉ định dùng một loại thuốc hạ huyết áp thông thường nào đó. Bạn cũng sẽ phải cần theo dõi huyết áp của mình hàng tháng cho đến khi sức khỏe được kiểm soát. Các loại thuốc dùng để điều trị chứng tăng huyết áp mãn tính. Thuốc hạ huyết áp trong trường hợp cấp thiết có thể được sử dụng để hạ huyết áp của bạn. Một số loại thuốc có sẵn, điều này có thể cần thiết nếu huyết áp của bạn thường cao khi bạn kiểm tra ở nhà. Thuốc lợi tiểu giúp làm giảm chất lỏng thu thập trong cơ thể, điều này có thể giúp làm hạ huyết áp. Bạn có thể đi tiểu thường xuyên hơn khi sử dụng thuốc này. Tuy nhiên, biến chứng do nhóm thuốc này gây ra có thể ảnh hưởng đến chức năng thận của bạn và có thể gây suy thận. Thuốc hạ cholesterol giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể. Mức cholesterol thấp giúp ngăn ngừa bệnh tim và kiểm soát huyết áp dễ hơn. Một số trường hợp xảy ra tác dụng phụ có thể là buồn nôn, kích ứng dạ dày, tiêu chảy. Tôi có thể làm gì để quản lý huyết áp của mình? Bệnh nhân huyết áp cao nên thường xuyên kiểm tra huyết áp tại nhà, tránh hút thuốc, uống ít cà phê và tập thể dục ít nhất 30 phút một ngày. Trước khi kiểm tra huyết áp của bạn, ngồi và nghỉ ngơi trong 5 phút trước khi đo chỉ số huyết áp của mình. Cánh tay của bạn phải ở cùng với độ cao của tim. Thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm và theo dõi huyết áp. Điều cần làm là kiểm tra huyết áp của bạn 2 lần, cách nhau 1 phút trước khi uống thuốc vào buổi sáng. Bên cạnh đó, người bị bệnh cao huyết áp mãn tính cũng cần kiểm tra huyết áp của bạn trước bữa ăn tối. Giữ lại một bản ghi các chỉ số huyết áp của mình và theo dõi các chỉ số tiếp theo. Ngoài ra, cần điều trị bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe khác mà bạn đang phải gặp. Các tình trạng sức khỏe như tiểu đường có thể làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp. Tôi có thể làm gì để giảm huyết áp? Bạn có thể sẽ cần phải thay đổi lối sống nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát huyết áp của mình. Điều này lúc ban đầu sẽ rất khó khăn, đặc biệt nếu bạn nghĩ rằng bạn đang thực hiện những lối sống tốt nhưng huyết áp của bạn vẫn cao. Thực ra, bạn chỉ cần theo dõi và tập trung một số thay đổi nhỏ ở từng thời điểm. Ví dụ, cố gắng thêm một ngày tập thể dục hoặc tập thể dục thêm 10 phút trong 2 ngày. Những thay đổi nhỏ này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Hạn chế natri. Quá nhiều natri có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Kiểm tra nhãn mác thức ăn để tìm ra thực phẩm ít natri hoặc không có muối. Tốt hơn nữa là bạn sử dụng thức ăn được chế biến từ thiên nhiên, tránh xa các loại thực phẩm đóng chai, vô lon. Thực hiện theo chế độ dinh dưỡng mà bạn được tư vấn để bạn hiểu rõ hơn về tác động của thói quen ăn uống lên sức khỏe và lên huyết áp. Tập thể dục để duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tập thể dục ít nhất 30 phút một ngày và hầu hết các ngày trong tuần. Điều này sẽ giúp làm giảm huyết áp của bạn. Giảm căng thẳng, điều này có thể làm hạ huyết áp của bạn. Học cách thư giãn, chẳng hạn như thở sâu hoặc nghe nhạc. Nên hạn chế rượu, vì rượu có thể làm tăng huyết áp của bạn. Không hút thuốc, nicotine và các chất hóa học trong thuốc, lá và xì gà có thể làm tăng huyết áp của bạn và gây tổn thương phổi. Một điều quan trọng trong điều trị cao huyết áp mãn tính, việc uống thuốc trong thời gian điều trị kéo dài, người bệnh dễ mắc phải các biến chứng, tác dụng phụ. Do đó, cần thay thế việc sử dụng thuốc Tây bằng các bài thuốc đông y thiên nhiên. Tác dụng chậm nhưng
tác dụng chậm nhưng có hiệu quả về lâu dài, cho dù đó là bệnh cao huyết áp mãn tính cũng được đẩy lùi. Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp điều trị bệnh an toàn, hiệu quả và phù hợp với bản thân, sớm khôi phục sức khỏe. Nếu bạn vẫn còn đang gặp khó khăn trong việc tìm cách trị bệnh cho mình và người thân, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline bên dưới hoặc để lại câu hỏi, Netfaco sẽ trực tiếp hỗ trợ giải đáp miễn phí cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới góc phải màn hình để nhận được những video khác hữu ích hơn.